Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog, một kênh chuyên về dự đoán kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc chuẩn nhất hiện nay. Mình xin thông báo là ngày 19 tháng 5 thì Lộc đã về đối với kênh của mình tận tới 3 đài lẫn nghe các bạn. Đài Tây Ninh thì mình dự đoán con số là 02 và thật may mắn khi trúng được một lô. Trong khi đó, Đài An Giang thì mình dự đoán con số là 74 và cũng thật may mắn khi trúng được một lô. Đài Bình Thuận thì mình dự đoán con số 67 và cũng thật may mắn khi trúng được một lô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ xem những video trên kênh Chí Thanh Vlog. Mong các bạn tiếp tục đăng ký, ủng hộ và cho kênh. Ngày hôm nay ngày 20 tháng 5 thì mình dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau. Ngày thứ 6 thì có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương. Vĩnh Long thì mình dự đoán con số là 19 và 79. Trong khi đó ba con số thì mình dự đoán con số là 029. Đài Bình Dương mình dự đoán con số 47 và 77. Ba con số thì mình dự đoán con số là 351. Đài Trà Vinh thì mình dự đoán con số là 58 và 85. Lô 3 con số là 774. Các bạn hãy lưu ý những con số mình khoanh tròn nha. Những con số đó là do mình nghiên cứu, nó tỷ lệ ra cao nhất trong ngày, trong tuần và trong tháng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video trên kênh Chí Thanh Vlog. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh, chia sẻ và đăng ký giúp cho kênh phát triển nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.